Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Trung thứ ba ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024. Thứ ba ngày hôm nay gồm có hai đài Đắk Lắk, Quảng Nam. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.